Yeah, phải rủ Thỏ Bôn qua ngay siêu thị tương lai xem sao. Quên mất. Đi siêu thị tương lai với tớ không? Hay quá, tớ cũng đang định đi siêu thị đây. Nhanh lên, kẻo không mua được đồ khuyến mại đâu. Yeah. 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 Nhanh lên nào, đạp nhanh lên chứ. Rộng thật đấy. Xem nào. Tuyệt thật cậu ạ. Đây là cái gì vậy? Đi tiếp thôi Bun ơi. Cậu suốt ngày chỉ có cà rốt. Đi thôi. Lên thôi. Cho tớ. Đi. Gì thế này? Mau lên. Ôi ơi. Ôi ơi. Mùi gì thơm thế nhỉ? Bun, sao cậu ăn một mình thế này? Nhìn xem,
Sao thế này? Bun! Máy hỏng à? Bun ơi! Lấy cho cốc nước. Nghe được. Đẹp thật. Chà, một ngày đẹp trời. Chào bạn Lu, bạn cho mình xin chữ ký được không? Bạn ký vào đây. Quá đơn giản. Thành tích là thói quen của mình mà. Này, mình và bạn đi ăn kem. Hả? Có được không? Mình bận rồi, mình không đi đâu. Mình dài lắm, để mai mình ký tiếp cho bạn nhé. Mình là Bun, hẹn mai gặp lại. Bye bye.
Hôm nào Bun rảnh vậy? Bạn làm mình mất mặt quá. Câu nhảy là của mình. Mình nghĩ sân tập này là của chung. Ai tập cũng được mà. Muốn ai tập cũng được không? Này tập này. Tập này. Mình sẽ mua gì nhỉ? Kệ, cứ ra phố kệ đã. Oh!
Mua gì không em? Nắp chai này nữa em ơi. Không hiểu cậu ta làm gì mà lén lút thế nhỉ? Lu ơi Lu, cậu có cái gì thế hả Lu? Đâu đâu, tôi có cái gì đâu? Không. Cho tao xem nào. Một tẹo thôi, một tí không. Thôi. Làm gì cho có. Cho tao xem nào. Đi. Đi mà. Mình đi theo cậu ấy xem sao. Đau quá, đau, đau quá. Phù phép mở được chai nước này đấy. Cậu mở hộ tớ đi, tớ sẽ cho cậu uống cùng. Được rồi, cậu chờ tớ tí nhé. Bây giờ tớ sẽ làm ảo thuật để mở chai nước ngọt này. Umbalasibo. Đến đoạn quan trọng nhất đây. Bây giờ cậu phải nhắm mắt lại mới hiệu nghiệm. Chờ có tí đi nhé. Được rồi. Cậu giỏi thật đấy Bun ạ. Thế mà cậu định đập vỡ, suýt nữa thì không được uống nhé.
cậu làm thế nào mà mở được vậy? Dậy thôi đi. Yeah. Oh.
Chào cậu, cậu mà cũng đòi đi câu cơ à? Chào cậu, mình cũng đang định tập câu thôi. Mà cậu đã biết giật cá chưa đấy? Mới tập câu cá như cậu thì phải biết giật cá đã. Ôi thế à? Nhìn tớ đây này. Cậu giật siêu thật đấy. Để rồi xem ai câu được nhiều cá hơn.
Bun ơi, từ sáng đến giờ cậu đã câu được con cá nào chưa? Hả? Tớ câu được khối rồi đây này. Ê. Thế mới gọi là tài đi câu chứ. Yến nào? Được bữa ra trò đây. Bắt lấy chúng nó. Thank you.
Ôi, nóng quá. Bóng mắt này là của tớ. Tớ là người tìm ra trước chứ. Chính tớ mới là người nhìn thấy trước cậu. Nhưng tớ chạy đến trước mà. Không được, cậu phải ra chỗ khác. Chỗ này là của tớ. Ôi, tránh ra chỗ khác. Nóng quá. Nhanh lên.
Đẹp thật. Chà, một ngày đẹp trời. Chào bạn Lu, bạn cho mình xin chữ ký được không? Bạn ký vào đây. Quá đơn giản. Thành tích là thói quen của mình mà. Này, mình và bạn đi ăn kem. Hả? Có được không? Mình bận rồi, mình không đi đâu. Mình dài lắm, để mai mình ký tiếp cho bạn nhé. Mình là Bun, hẹn mai gặp lại. Bye bye. Hôm nào Bun rảnh vậy? Bạn làm mình mất mặt quá. Câu nhảy là của mình. Mình nghĩ sân tập này là của chung. Ai tập cũng được mà. Muốn ai tập cũng được không? Này. Tập này.
tập tập này. Đẹp quá. Đẹp thật đấy cậu ạ. Wow. Đẹp quá. Nhanh lên. Đẹp quá. Nào, chúng ta cùng thám hiểm thôi. Bird!
Nhỉ? Thật là hú vía, nhưng mà cũng vui quá Bun nhỉ. Mỗi cái xích đu mà cứ nhạng dị cả lên. Thế cậu có định chơi xích đu không đấy? Cái trò rửa ép đó đầy chá thèm. Chúng mình đi thôi. Chúng mình chơi trò này sẽ thích lắm đấy. Được rồi, để tớ trèo cho.
Tốt rồi đấy. Được rồi. Chúng ta cùng chơi thôi. Ha 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 ha!